Tớ không đến đấy thì sao? Thì sao? Thì đánh tớ à? Này đánh đi, đánh đi. Linh Nhi hẹn mình giờ này ra lấy kẹo mà sao giờ này cậu ấy chưa tới vậy ta? Ê, cậu cái, đứng đó làm gì vậy? Ủa, cậu đi đâu vậy sao? À, tớ đi vòng vòng khu phố, có ai có đồ gì ăn? À, quên. À, có ai chơi gì thì cùng cho vui mà. Trời ơi, cậu cái có hai hộp sữa luôn à. Trời ơi, bạn bè chơi với nhau 5 năm rồi mà không lẽ cậu cho tớ nhìn hay sao? Không phải đâu Xoào, tại cái này tớ hứa cho Linh Nhi rồi. Ôi dào, Linh Nhi béo như con heo rồi, uống gì nữa, tớ uống cho. Sữa ngon rồi đấy củ cải. Cái đấy là của Linh Nhi mà, cậu uống rồi cậu ấy giận tớ thì sao? Trời ơi cậu yên tâm, Linh Nhi mà thấy tớ uống à, nhiều khi cậu ấy còn cảm ơn tớ là chứ. Đỡ phải mập. Tí nữa Linh Nhi mà hỏi á là tớ đổ thừa cho cậu ấy nhá Xoào, tớ không biết đâu đó. Không có gì đâu, cứ để tớ lo. Mà cậu đứng đây làm gì vậy củ cải? À, tớ đứng đây để đưa cho Linh Nhi hộp kẹo này này. Kẹo à? Ba đó. Wow. Tớ nghe cái kẹo này ngon lắm rồi nha. Mà hình như là kẹo này dài lắm phải không củ cải? À, đúng rồi, dì của tớ gửi từ Mỹ về đó. Mà củ cải, ba đứa chơi thân với nhau mà cậu chỉ cho Linh Nhi thôi, còn tớ cậu cho như nào? Tại tớ tưởng cậu con trai không thích ăn kẹo cho nên tớ không có lấy. Thế cậu là con gái à? Thôi để tớ ăn cho. Ý giật, ngại ngùng gì. Cái này của Linh Nhi mà. Ơi, ăn cho sao đâu mà. Thôi được, cái này tớ đi. Ngon quá. Thôi. Ngon. Cái này của Linh Nhi mà sao cậu lại? Nói thế mà cậu ăn thật hả Su Hào? Đấy, thì tớ cho cậu một hộp này nè. Hộp này cho Linh Nhi đi. Còn hộp này tớ ăn. Su Hào, sao hôm nay cậu như chết đói, cái gì cũng dành của tớ vậy? Tí mà Linh Nhi ra, Linh Nhi mắng cho cậu xem. Linh Nhi ra đây kìa. Ê, hai cậu. Cái gì xong mày cũng cãi. Này Su Hào đây này. Su Hào sao? Su Hào sao? Tớ hả? Đưa cho cậu kẹo Huba này với hộp sữa này. Su Hào dành ăn mất tiêu rồi đó Linh Nhi. Giờ còn có hộp à? Su Hào sao cậu kỳ vậy? Cậu có biết là kẹo Huba tới nhờ cũng cãi mua tặng sinh nhật cho người bạn của tớ không? Họ ăn mất rồi vậy sao tớ tặng? Cậu tặng ai thì tớ sao biết được. Mà cậu cãi có nói gì với tớ đâu. Cái này là do cậu cãi nha. Tớ không biết đâu. Bây giờ Su Hào cậu bắt đền cậu đó. Bây giờ cậu đền tớ đi. Đền tớ đi. Tớ không đền nữa thì sao? Thì sao? Thì đánh tớ à? Này đánh đi, đánh đi. Shit, cái bạn mặt của cậu tớ chả thèm đánh. Chả qua nè, tớ có bộ lắp ráp 500 cực đẹp luôn nè. Wow. Tớ rượu của cải với Su Hào chơi mà giờ tính tình của Su Hào kỳ quá. Thôi chắc không phù hợp biết chơi hai đứa mình đâu của cải ha. Ê Linh Nhi, mình mang về nhà chơi đi, khỏi chơi với Su Hào nữa. Hợp lý. Thôi tính cậu như vậy thì cậu chơi với dế đi nha, không ai chơi với cậu đâu. Về nhà mà chơi mình đi. Ê giỡn thôi, trả kèo nè. Tôi chơi với. Linh Nhi. Hả? Hồi nãy nhanh quá tôi không kịp hỏi, cậu mua bộ lắp ráp gì vậy? À, đây là bộ lắp ráp 500 màu sắc này của cải, chơi vui lắm hàng nghìn. Ê, cậu mở ra đi Linh Nhi. Để Linh Nhi lấy ra cho. Wow. Nhiều màu chưa nè. Nhiều quá trời luôn này. Ở đây sẽ có 4 loại thanh nha, đầu tiên là thanh dài nè, thanh tròn, thanh cong và thanh ngắn nha. Wow, nhiều loại thế nhỉ. Bây giờ tụi mình bóc ra đi. Coi chừng nó lăn nha, coi chừng nó lăn nha. Viên tròn nó dễ lăn lắm luôn ấy. Ê cậu cải, giờ cậu cầm hai cái thanh này như vậy nha, cậu cho nó hít lại với nhau đi. Để tôi thử xem nào. Hai cực trái chiều cho nên là nó không hút đâu, nó đẩy nhau này Linh Nhi. Ê, cậu cải, cậu bị lộn rồi. Đây nè, cùng chiều có đẩy nhau, còn ngược chiều sẽ hút nhau nè, đó, thấy chưa? Ta quên mất. Bộ lắp ráp này sẽ có tổng cộng là 64 mảnh ghép ha. Đó, đây là những cái hình mà người ta đã gợi ý cho chúng ta nè. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tự sáng tạo cũng được đó. Hay quá, chơi đi Linh Nhi ơi. Bây giờ Linh Nhi sẽ thử ráp cái hình này nha. Được á. Và để làm hình khối cầu này chúng ta sẽ cần 3 thanh, đó chính là thanh dài, thanh ngắn và khối tròn nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ghép như thế này nè. Và mỗi khúc ngắn thì chúng ta sẽ liên kết với một khối cầu. Đó, bây giờ Linh Nhi sẽ đặt xuống đây để cho dễ nha. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên nè. Đó. Sau khi liên kết như thế này thì khối trụ của chúng ta khá là lỏng lẻo nè. Bây giờ Linh Nhi sẽ liên kết nó lại với một thanh dài như thế này nha, để khối trụ này thêm cứng cáp nè. Wow, ok, hai bên này nữa nha. Xong, bây giờ Linh Nhi đã có một khối cầu siêu chắc chắn luôn nè, không sợ bị rớt nữa nha. Tên tên tên. Được tâm vật ơi. Nè, con cải, con xem đi. Ồ, đẹp quá Linh Nhi ơi. Đây, bây giờ tớ sẽ làm cái ghế này nha. Rồi, con làm đi con cải. Để làm được cái ghế thì mình đã chuẩn bị ở đây 5 viên bi, 8 thanh ngắn và 4 thanh dài. Bây giờ mình bắt đầu ráp nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm dấu nhân trước nha.
Tiếp theo thì mình sẽ cho 4 viên bi vào. Và 4 thanh dài. Và thao tác cuối cùng đó chính là lắp 4 cái chân ghế. Đó, bây giờ mình sẽ lật cái ghế lại. Yeah, hoàn thành rồi nè. Wow, công nhận cái ghế này cũng dễ lắm á cô Cải ha. Trời ơi, lắp ráp là nghề của tớ mà. Cái ghế này quá là đơn giản luôn. Ê cô Cải, hả? Linh Nhi có ý này nè. Hay là bây giờ tụi mình tự sáng tạo với nhau đi. Mỗi người ráp một hình, có ai sáng tạo hơn, người nào đẹp hơn được không? Chơi luôn. Này Linh Nhi, bộ đồ này chỉ có 64 mảnh ghép thôi. Bây giờ mỗi người lần lượt sáng tạo nha. Ok cô Cải luôn, tớ chấp cậu đi trước đó. À, để tớ làm trước cho. Bây giờ tớ sẽ làm một con vật. Tớ đố Linh Nhi xem tớ làm con gì nhá. Trước tiên tớ sẽ làm cái thân cho nó trước này. Đó, tiếp theo tớ sẽ làm chân nha. Đó, bên này cũng vậy này. Rồi, bây giờ ta chống nó lên nè. Tiếp theo là phần đầu này. Đó, cuối cùng là cái đuôi. Xong rồi Linh Nhi. Đố cậu đây là con gì đây? Con này hả cô Cải? Hả? Để Linh Nhi suy nghĩ coi. À, Linh Nhi biết con gì rồi. Con này là con vịt. Trời ơi, vịt đâu mà vịt. Vịt nào có bốn chân mà cái đuôi nó nhỏng lên trời vậy. Ủa, vậy hả? Hả? Con gì ta? À, đúng rồi. Gắn lên lại. Đây. À, cậu đoán lại xem con gì? Con gì bốn chân mà cái đuôi nó nhổng lên trời hả? Ừ. Con này con chó? Đúng rồi, chính xác. Ê, nhưng mà sao con chó này mỏ nhọn vậy? Thì làm gì có cái khúc nào nó ngắn hơn đâu mà bảo không nhọn. Ờ, hay vậy mà Linh Nhi không nghĩ ra. Rồi, các bạn hãy chấm sản phẩm của Củ Cải đi, xem Củ Cải được mấy điểm nào. Bây giờ tới lượt của Linh Nhi. Hồi nãy Củ Cải làm con chó rồi, thấy nó kỳ quá. Linh Nhi sẽ làm cái gì đó cao sang quý phái. Linh Nhi sẽ làm một cái vương miện hình nón và một cái ghế phép thôi. Để làm được một cái nón đòi được, Linh Nhi đã chuẩn bị những mảnh ghép như sau. Sẽ có 10 thanh dài, 7 viên bi và 5 thanh cao. Trước tiên thì Linh Nhi sẽ ráp một cái hình ngũ giác nha các bạn nha. Đó, xong một cái hình ngũ giác rồi nè. Kế tiếp là những cái thanh cao Linh Nhi sẽ đặt lên đây. Liên kết chúng lại với nhau bằng những thanh dài. Và cuối cùng là viên bi cách giữa. Rồi, vậy là Linh Nhi đã xong một cái nón rồi nè. Bây giờ Linh Nhi sẽ đổi thử lên nha. Đây các bạn ơi, một cái nón hình vương miện nha. Bây giờ Linh Nhi sẽ làm thêm một cái gậy phép thuật nữa nè. Để làm cái gậy phép thuật thì Linh Nhi cũng đã chuẩn bị những dụng cụ. 3 thanh dài, 12 thanh ngắn và 8 viên bi tròn nha. Tớ xin nha. Thôi tớ về đây Linh Nhi. Bye bye.